Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến cuốn video số 3, chúng ta cùng nhau đến với vườn anh Xuân Yển, xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang. Đối với vườn anh Xuân Yển thì Đỗ Sinh cũng lên sóng vài ba lần rồi. Đó là cái nét đam mê nghệ thuật về tạo cảnh, ghép cây, tạo hình những cái viên đá, đá ong, đá xanh. Những cây dưới rất là quái dị. Và đặc biệt nhất là đó là thể hiện một cái đam mê của một người làm nghề đầu bếp mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn rất nhiều. Đây là một cây dưới, anh Xuân Điển sẽ giới thiệu là tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này. Và giới thiệu cái này tất cả anh em yêu cây trên cả nước là đây, giới thiệu trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Giới thiệu đây là một tác phẩm dưới. Cây này dáng rất điệu, răm thì san hô rồi, cây này cây hoàn thiện 100% rồi. Và một cây dưới lấy rễ làm thân đúng không ạ? Vâng, lấy rễ làm thân. Mà được hai cây rễ song hành rất đẹp. Cây rễ lớn thì là uốn lượn, những cái đường cong rất là dẻo luôn, không bị có cái chỗ nào chúng ta dùng cái từ gọi là bị đơ cả. Đấy, thế còn cái rễ nhỏ thì chúng ta thấy nó có cái điểm nhấn đặc biệt hơn không? Đúng là đường cong mỹ miều đấy. Vâng, nó là một cái vẽ góc vuông. Mà tại đỉnh của góc vuông thì lại là có một cái tay buông xuống. Vâng, em làm một cái rất nghệ thuật. Đấy. Tôi đến cần cho xem. Đầu tiên là cái phần rễ lên lên làm thân đã. Dưới của cái rễ nhỏ thì lại có một cây tử này. Đấy, sau đó hai đường đi của rễ lên này, đây rễ nhá. Đến chỗ này thì từ đây gọi là thân. Thế thì khi mà gặp thân ấy, thì cái rễ lớn cũng tạo nên một cái điểm nhấn tức là gãy khúc. Mà cái rễ nhỏ thì vuông chữ triện ở chỗ đây. Có một đường lại có rất... một cái đường có một cái miều. Nhánh buông xuống rất hay này. Không biết anh có ghép không, cái nhánh này có ghép không? Không đấy, ngoài nguyên bản của nó đấy à? Nguyên bản của nó mới xinh. Hay thế nhỉ? Xinh lắm. Nó tạo thêm một cái ảnh ở cái khoảng trống phía dưới rất đẹp, mà anh uốn là vuông chữ triện luôn. Đây. Đấy. Thế còn bây giờ lên tổng thể ở trên này thì chúng ta thấy cái răm của cây dưới cũng khá là dày rồi. Răm này răm san hô rồi bác sĩ ạ. Răm mái rất là dày luôn. Đấy. Cây thì cũng khá là già nhé. Và đấy, anh để nguyên, để không, để tôi lấy hình ảnh của từng vế một xem này. Anh quay đi cho cái cây buông tay cành buông nó ra phía trước đi. Xem có phải mặt phải của cây không. Cây này thì nhìn đấy, nhìn đấy, nó như là hạc lập ấy. Anh quay thêm một tí nữa. Rồi, đẹp rồi, để đấy nhá. Anh đứng dịch vào, tôi xin anh kiểu ảnh cái. Tôi làm cái ảnh bìa của cái cuốn này. Đẹp quá, chụp này. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh cho cái thông số bonsai đi. Đo thông số để các bạn tham khảo với tác phẩm dưới này nhé. Anh đo cái hoành của bàn này tại điểm này. Đấy là trung bình rồi, chỗ đấy là trung bình. Là 22. Rồi. Hoành 22. Và cái cổ này, đo cổ trung. 40 chỗ này, điểm này. Rồi. Điểm này 40. Tổng chiều cao cây đi. Từ mặt chậu lên cái đỉnh ngọn đi. Chiều cao cây là 90 ạ. Rồi. Tổng cao là 90. Em quay đây vẫn ở trong cái chậu xi măng. Anh đo cái đường kính chậu để anh em hình dung ra được đây. Sau này các bác có thể chơi vào cái chậu Đồng Nai màu xanh đẹp là tuyệt vời rồi. Đường kính chậu 45. Nhất trí. Nếu nói tổng thể nghệ thuật của cây dưới thì là một dòng dưới khai thác thôi, nhưng mà kết hợp giữa cái đường cung lượn của hai cái nhánh rễ tạo lên thân, và cái mái của cây dưới đã rất là dày răm theo cái dáng bay, cũng có cái nét rất là khó trong cái nghệ thuật bonsai. Cái này hoàn thiện 100% rồi bác sĩ nhỉ? Vâng. Cái này đưa đi chơi hoặc triển lãm được rồi, thoải mái, đẹp lắm. Cái này em giao lưu 10 triệu. Giá 10 triệu. Và có bao phí ship? Em bao phí vận chuyển luôn. Bao ship toàn quốc. Và giá 10 triệu. Anh em nào tuyệt vời đấy các bác ạ. Anh em nào mà muốn sở hữu tác phẩm này thì nhanh tay. Vâng. Đấy, như anh Xuân Điển nói là bác nào mà sở hữu tác phẩm này thì nhanh tay alo anh. Vâng. Và đây là số điện thoại của anh Xuân Điển để chúng ta giao dịch nhé.
081337 3601, xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang. Vâng, chúng ta lại đến tiếp một cái tiểu cảnh nữa, cũng là được tạo lên từ những từ một viên liền khối đá đen và một cây linh sam hạt gạo. Linh sam hạt gạo. Giới thiệu với các anh em yêu nghệ thuật là đây là một tác phẩm tiểu cảnh, đây là một tiểu cảnh nhìn rất hài hòa, tôi phối rất hài hòa, thiết kế bằng đá linh bình. Trên là một cây cổ thụ linh sam hạt gạo và đây là một khóm trường sinh thảo đá nguyên khối nhé các bạn nhé. Cây này thì tôi chưa ghim được rêu, khi bạn nào mà sở hữu tác phẩm này tôi sẽ ghim rêu để ship cho các bạn về sân chơi. Đẹp lắm, đúng là cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Đúng là cao nguyên đá Đồng Văn. Nó có cái hang hốc chỗ này hay này. Vâng. Tạo cái điểm nhấn là nó sâu. Vâng. Đá này cũng phải tìm kỹ lắm ấy bác chị ạ. Vâng. Có những cái viên để về mình. Nó vào cái tầm ngắm của mình rồi. Vâng, vào mình về mình tán đá được. Không đặt đấy. 1 triệu một cây đấy. Rồi. Vâng. Bây giờ thì cái khay thì thôi không phải đo nhỉ. Vâng, bây giờ em đo mà cái này sẽ thống nhất là không ship khay. Không ship khay. Rồi, chỉ ship đá thôi. Vâng, hòn đá này chiều dài là 50. Rồi. Chiều rộng là 45. Tức là không nhấc khay lên thì một người có bê được viên đá này đâu. Bê được quá. Anh thể hiện tí, thể hiện cho anh em xem cảm nhận. Cho anh em. Tức là một người bê được. Rồi, ok rồi. Bỏ lại viên đá. À, bỏ lại cái chậu. Bỏ lại cái chậu. À, giá bao nhiêu anh nhỉ? Cái này 3 triệu rưỡi anh xin ạ. 3 triệu rưỡi. Bao ship vận chuyển toàn quốc. Vâng. Bắt kỹ cho anh em mọi miền xem được. Đẹp lắm. Rồi, ok nha. Anh chuyển tiếp đi. Vâng, bây giờ chúng ta chia tay với cái mâm xoay, di chuyển ra khu vườn. Đây là những cái tác phẩm mà tôi chia sẻ trực tiếp, không phải di chuyển đến mâm xoay nữa, nặng nề quá. Tôi đi trước ở cái mảng này đi. Đấy. Bây giờ trong cái mảng này những cây nào mà quay rồi, những cái nào chưa quay thì anh muốn lên sóng thì Đỗ Sinh bắt đầu cập nhật. Đấy. Đây là cây hoa giấy Mỹ này. Đúng không anh? Vâng, đấy không. Đấy. Đấy, bác xin xong rồi bác di chuyển cho em cái tiểu cảnh này. Tôi sẽ quay hết cái cụm này đã. Vâng. Cây hoa giấy Mỹ này thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái hoa giấy Mỹ đây 2 triệu rưỡi ạ. Vâng, 2 triệu rưỡi. Cứ thống nhất là bao ship toàn quốc đi nhá. Vâng, vâng. Tác phẩm nào cũng thế nhá. Vâng. Đều bao ship toàn quốc. Rồi. Đây là qua hoa giấy Mỹ này. Bên này có cây Mỹ này nhìn cũng phiêu đây. Tiểu cảnh vị đá ong này. Đấy. Ví dụ như tác phẩm này thì giá bao nhiêu? Cái đấy cũng 2 triệu rưỡi. Cũng 2 triệu rưỡi. Rồi. Thế còn trên kia là một tác phẩm ruối trong một cái lu à? Vâng. À, nghệ thuật đấy nhỉ. 3 tầng đấy ạ. Lộc. Ừ. À, hay đấy. Và cái tác phẩm này thì giá nào anh? Cái đấy thì vẫn tiếp tục khoảng 7 làng, nhưng mà bây giờ hiện tại như này em bán 3 triệu. Cứ như thế này là 3 triệu khoảng. Rồi. Nguyên mấy cái chậu đã hết 600 rồi. Rồi. Nguyên mấy bình đã hết 600 này. Đấy, thế tôi sẽ xem ở khu này còn cây nào nữa thì được quay nốt mà. À đây, còn cái tiểu cảnh này nữa. Cái cụm rừng này nữa.
Đây có phải là cây vú bò không anh? Chính là vú bò đây à? Và rừng vú bò. Này mà ra quả là nhìn sướng lắm. Bao nhiêu tiền cái cụm rừng này anh ơi? 3 triệu rưỡi. Và rồi. Vâng, ở đây tôi thấy anh có một cây ruối rất giống một con rồng nhá. Khoét một cái sườn đấy xong đưa vào trong cái hũ này rồi. Đấy, ở đây là đường lượn này. Tất cả các cái nhánh chi anh ấy làm buông dáng liễu rủ. Và cái tác phẩm này thì khoảng bao nhiêu anh? Cái cây ruối này đi. 2 triệu rưỡi. Và em giao lưu với tác phẩm này 2 triệu rưỡi. Rồi. Đấy. À vâng, chào các bác nhá. Vâng vâng. Bác sang chơi. Vâng vâng. Khu này là hết rồi anh nhỉ? Vâng. Vâng. Bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta di chuyển sang cái phía sân bên này đi. Còn cuốn sau thì mình chia sẻ phía bên này. Phía bên này thì còn cây gì hôm nay mình chưa quay nhỉ? Bác xin giới thiệu cho em cái bạn ruối này. À vâng, rồi đây. Bạn này ở trong một cái chậu đá. Em làm một cái chậu đá. Đấy cũng là làm tác phẩm rừng trên thân. Rồi. Đẹp lắm, tác phẩm này đẹp lắm. Chưa hoàn thiện nhưng mà đẹp lắm. Cũng được. Bao nhiêu tiền anh? Cái này 3 triệu rưỡi cũng xin. Rồi, 3 triệu rưỡi. Rồi. Thế còn những cái này là anh đang làm thì thôi. Còn đây cái này em đang làm phải ăn Tết xong. Những cái nào mà chưa quay thì quay. Cái này quay chưa? Cái đấy em giao lưu rồi. Giao lưu rồi. À cái này bán rồi à? Họ đặt cọc rồi. Vâng. Thế còn cái này? Vâng, con 4 cây linh sam to nữa. Vâng. Bác quay kỹ cho em 4 cây. Thế đây đến cây linh sam này đi. Vâng. Đấy. Cây linh sam này. Anh đo cái cổ thân. Đó, cổ thân này cho anh đấy vòng vào đấy. 28. Và cổ thân 28. Toàn bộ cái chiều bay. Chiều bay này là 97. Rồi, được rồi. Một cây hai thân rất dẻo thân. Dẻo lắm, rất đẹp. Phê lắm, răng nó là cành bay phê lắm. 45 rồi. Chiều cao. Cây này cũng già thì cũng chưa già lắm nhưng mà cũng đẹp lắm. Cây này đẹp lắm. Đúng phải bao phê cho anh em. Giá bao nhiêu anh? Cây này bán 8 triệu. Và giá 8 triệu bao ship. Rồi, tiếp tục. Cứ trong cái khu này hết đi. Khỏi bỏ sót. Sau đó thì di chuyển ra dãy ngoài đằng trước sân. Đấy, tôi xem có cây nào mà tôi đây ví dụ như cây này có phải cây hải trà Phúc Kiến không? Trà Phúc Kiến. Và trà Phúc Kiến dáng liễu rủ đây anh em này. Trên phối cảnh đá ong này. Trà Phúc Kiến này giá bao nhiêu anh? Giao lưu 3 triệu rưỡi bao phí vận chuyển cho anh em. 3 triệu rưỡi. Vâng. Thế còn đây tôi thấy anh có một cái cây gì mà nó quái này. Đây ruối ạ. À cũng cây ruối. Nhưng mà em vừa mới phối vào cho nên là bác giúp quay cho em, nếu anh nào mà thiện chí thì em nuôi sang riêng. Sẽ ăn Tết xong thì bàn giao cây. Bán giao cây. Thế anh có mở được cái này cho tôi đỗ xin xem không? Cái này thì em đang ủ. Đang ủ à? Vâng. Để nó ra lộc à? Vâng vâng. À. Em làm một nhánh trực. Tức là nếu ra riêng mà dễ khỏe, gốc khỏe, lộc lá đầy đủ. Và cây coi như là hoàn toàn cái sự sống là ổn rồi đúng không? À. Thì là lên có giá. Giao thì bàn giao. Thế thì giá khoảng bao nhiêu? Cây này là 6 triệu anh ạ. 6 triệu. Rất quái đấy các bác ạ. Cây này xinh. Cây rất hay. Được rồi. Thế là khu này là hết rồi nhỉ? Vâng. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video số 3. Chúng ta chuyển sang một cuốn thứ 4 nữa. Mời các bác cùng nhau giao lưu ở cái khu vực này. Còn rất nhiều cây. Nhưng mà tôi chọn những cây nào mà như ý kiến của anh Hiển là lên sóng được thì lên. Còn những cây nào mà đang tạo tác dâm ủ thì thôi. Để lần sau nó khỏe cây hơn.
nó an toàn thì chúng ta tiếp tục giới thiệu. Đấy. Còn nhiều lắm. À, nói đến dâm mủ thì đây xa xa chúng ta nhìn thấy cái vị trí này cũng đều là đang dâm mủ đấy nhá. Đây này, đấy, dưới là cái chậu sẵn rồi. Còn trên là báu vật gì thì không thể xem được của anh ấy, vì anh ấy che rất kín. Đấy. Và đằng bên kia cũng rất nhiều góc đằng này. Đấy, một ông đầu bếp mà ngày thì đi làm bếp trưởng của một cái công ty may rất lớn, mà những ngày chủ nhật và buổi chiều tranh thủ buổi sáng buổi trưa mà ông ấy làm như thế này đấy các bác, đam mê rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta thực hiện ở cuốn video số 4 tiếp theo nữa, một cuốn nữa để giới thiệu với các bạn.